đã từ lâu rồi, đôi mắt sáng như ai không bao giờ đi hát. Thế mà hôm nay thân tôi tàn phế nên đi hát ca để kiếm tiền. Nhờ cúc bạc giúp đỡ cho vài xu nuôi thân dại dầu nắng mưa, suốt đời tôi mang ơn nhờ cô bác xin kiếp sau để đảm đền. Lời sau cuối tôi xin chúc bà con đi xa gặp nhiều điều may, chúc cho gia đình yên vui đêm đầm ấm. Ôi thương và nhớ tôi không biết nói chi hơn ngoài cảm ơn người. Cảm ơn người đã giúp đỡ cho tôi nuôi thân ngày hai bữa, suốt đời tôi mang ơn nhờ cô bác xin kiếp sau để đảm đền.